Nhằm thực hiện tốt đề án 06 đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã thành lập đội thanh niên chuyển đổi số gồm lực lượng công an và đoàn viên thanh niên. Đây là lực lượng trẻ, nắm bắt nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin. Lực lượng này sẽ giúp đỡ, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho người dân tại địa bàn dân cư, nhất là đối với người cao tuổi và người ít tiếp cận với công nghệ thông tin. Một buổi tuyên truyền về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNEID của đội thanh niên chuyển đổi số phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Tại đây, những thắc mắc về cách cài đặt sử dụng tài khoản định danh điện tử và tiện ích khi sử dụng ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính đều được lực lượng cảnh sát khu vực giải thích tỉ mỉ. Ngoài việc hướng dẫn cho người dân, thành viên đội thanh niên chuyển đổi số cũng tập trung hướng dẫn những người lớn tuổi đăng ký tài khoản định danh điện tử, vì đây là nhóm đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin. Bà thì già rồi, không sử dụng được cái công nghệ thông tin, cho nên có đoàn viên công an đến hướng dẫn cho bà cũng cảm ơn. Chỉ cần có một cái điện thoại di động có thể cập nhật quản lý được những cái hồ sơ liên quan đến cá nhân đầy đủ. Người dân ở địa phương này chúng ta tích cực để tham gia và theo kịp với cái điện tử của xã hội. Lực lượng tham gia đội thanh niên chuyển đổi số bao gồm lực lượng đoàn viên thanh niên và cảnh sát khu vực của khu dân cư. Lực lượng này được tập huấn về cách tạo tài khoản và sử dụng các tiện ích được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ đó giúp cho công tác tuyên truyền được sâu rộng, đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân một cách thuận lợi. Với những kiến thức mà các bạn đã được dung nạp thì đây cũng sẽ là những cái lực lượng nòng cốt, là hạt nhân để các bạn nhân rộng và phổ biến tuyên truyền đối với các bạn đoàn viên thanh niên tại đơn vị trực thuộc của mình và cũng như là với bà con nhân dân. Đoàn thanh niên phường Hòa Hiệp Nam cùng với công an phường tuyên truyền tập huấn cho các bạn đoàn viên là một lực lượng trẻ nhiệt huyết, và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tuyên truyền cho người thân và hướng dẫn người thân bạn bè để việc triển khai đề án 06 sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo 100%. Việc thành lập đội thanh niên chuyển đổi số sẽ phát huy được sự năng động của tuổi trẻ tiên phong đi đầu trong việc nắm bắt công nghệ, thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn phường, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.